công cuộc bảo vệ hòa bình cho nhân loại, và hãy cùng tưởng nhớ, tiếc thương những thuyền nhân Việt Nam đã bỏ mình trên biển cả trong hành trình đi tìm tự do, dân chủ. A moment of silence to commemorate the soldiers who sacrificed for the country of Vietnam. Canadian soldiers who sacrificed to keep the peace for the people of the world. And commemorate Vietnamese old people who risked their lives in the journey to freedom. Một phút lặng lẽ bắt đầu. A moment of silence begins. Thank you.